Vợ Sắc Bình nắm chắc phần thắng vì biết được điểm yếu chí mạng của Quỳnh búp bê Phương Oanh. Hiện tại mọi thông tin về tam giác tình yêu luôn được khán giả cập nhật nhanh chóng. Vợ Sắc Bình cũng đã ủy quyền cho luật sư xử lý mọi việc và công chúng cũng đang chờ đợi kết quả. Doanh nhân Đào Lan Hương cũng đang là người chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này. Sau khi lộ ảnh tình tứ, cả Sắc Bình và Phương Oanh đã lên tiếng xác nhận về việc cả hai đang hẹn hò. Đáng nói Sắc Bình khẳng định mình đã độc thân được vài năm mới bắt đầu hẹn hò với Phương Oanh. Nam doanh nhân thậm chí còn đăng tải giấy đồng thuận ly hôn có chữ ký của hai vợ chồng. Phía nữ diễn viên Phương Oanh, cô cũng tuyên bố mình không có gì phải hổ thẹn về mối quan hệ này. Tuy nhiên, sự việc lại trở nên ồn ào hơn khi bà Lan Hương, vợ Sắc Bình lên tiếng khẳng định bà và chồng chưa hề ra tòa án làm thủ tục, vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng. Chưa hết, bà Lan Hương còn mời luật sư tuyên bố sẽ tố cáo nếu chồng và Phương Oanh quan hệ bất chính. Nếu thực sự giữa hai người có quan hệ bất chính, chúng tôi sẽ làm văn bản gửi lên cơ quan chủ quản của Phương Oanh và tiếp tục có những động thái khác, vợ Sắc Bình chia sẻ. Đáng nói, trên trang cá nhân, bà Lan Hương liên tục chia sẻ những bài đăng về công việc, khai trương cơ sở kinh doanh trên trang cá nhân. Mới đây nhất, vào tối ngày 31 tháng 8, vợ Sắc Bình đã chia sẻ hình ảnh cơ sở kinh doanh mới đã sẵn sàng phục vụ khách hàng trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Ngoài những bình luận chúc mừng bà Lan Hương, dưới bài đăng vẫn có ý kiến khiếm nhã cho rằng vợ Sắc Bình đang mượn ồn ào hôn nhân để PR cho việc kinh doanh. Có vẻ sau vụ ồn ào chưa ký ly hôn này hay đăng công việc làm ăn lên để mọi người biết đến nhiều hơn nhỉ? Bà Lan Hương đã không bỏ qua bình luận ác ý này và đáp trả đầy cứng rắn. Ngay lúc này các bạn đi chơi còn tôi vẫn đang họp với luật sư bạn nhé. Theo đó, vợ Sắc Bình khẳng định bà vẫn đang họp với luật sư cho cuộc chiến về pháp lý sau khi chồng công khai hẹn hò với Phương Oanh. Điều này càng chứng minh quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân của bà Lan Hương trong tranh cãi về pháp lý hôn nhân. Nhiều người cũng ủng hộ bà Lan Hương trước bình luận khiếm nhã trên. Họ đăng công việc làm ăn chứng tỏ họ có bản lĩnh bạn ạ. Còn khi nào họ đăng khoe hàng hiệu, khoe cơ thể và nói đạo lý mà sống thì ruột thúi toàn phần thì cái đó mới đáng sợ với đáng khinh đó bạn. Cứ kiếm tiền thôi chị ơi, rồi mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi. Có thể thấy vốn là diễn viên được khán giả yêu mến, tuy nhiên khi vướng vào ồn ào yêu đương với Sắc Bình, Phương Oanh lại vấp phải chỉ trích không thương tiếc của phần đông khán giả. Vẫn chưa biết ai đúng ai sai, nhưng chỉ cần chi tiết nam doanh nhân chưa ly hôn vợ đã khiến câu chuyện trở nên vô cùng phức tạp và nữ diễn viên cũng bị gán danh kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Khi sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm thì mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Phương Oanh chụp trong thang máy. Trong hình, nữ chính để mặt mộc, ăn mặc giản dị với áo thun và quần short. Những điểm đáng chú ý là vòng hai to bất thường, nghi vấn đang mang bầu. Giữa lúc dân tình xôn xao thì phía Phương Oanh lên tiếng nói rõ. Theo đó, trả lời trên 2sao.vn, đại diện nữ diễn viên cho biết, những thông tin bên mình đăng tải thì nó mới là sự thật, còn những thông tin bên mình không đăng tải thì bên mình không có ý kiến gì về những điều đó cả. Mình sẽ không trả lời gì thêm về vấn đề này nữa. Mang lên tiếng úp mở từ phía Phương Oanh khiến dân tình càng tò mò. Nhiều người cho rằng nếu Quỳnh búp bê mang thai trong thời điểm này hoàn toàn gây bất lợi cho Sắc Bình. Một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội là Nguyễn Sinh còn phân tích cụ thể, nếu người đẹp sinh năm 1989 có con với đại gia cá mập. Nguyễn Sinh chia sẻ, giờ mà cấn bầu với Sắc thì trách nhiệm pháp lý càng cao, vì nếu như tìm hiểu hay giao du bình thường thì vợ của Sắc không có lý do gì tố cáo, mà nếu để lại hậu quả mà cụ thể ở đây là mang thai của Sắc thì vợ mà tố thì Sắc đi tù như chơi, mà cũng đồng nghĩa luôn với việc Sắc mất luôn việc giành quyền nuôi con, phần phân chia tài sản chung cũng bất lợi, nói chung là rách việc phế.